Tác phẩm Harry Potter tập 7 Bảo bối tử thần Tác giả J.K. Rowling Người dịch Lý Lan Nhà xuất bản trẻ ấn hành Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Chương 16 Thung lũng Godric Khi Harry thức dậy vào ngày hôm sau Nó mất vài giây định thần rồi mới nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra. Rồi nó hy vọng một cách trẻ con, rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ, rằng Ron vẫn còn đó chứ không hề bỏ đi. Nhưng khi xoay đậu trên cái gối, nó thấy cái giường trống không của Ron. Cái giường có vẻ như hút lấy ánh mắt nó bằng sức hút của một xác chết. Harry nhảy ra khỏi giường của mình, cố tránh nhìn vào giường của Ron. Hermione nãy giờ bận bịu trong bếp đã không chúc harry một buổi sáng tốt lành mà còn quay mặt đi nhanh khi nó đi ngang qua nó đi rồi harry tự nhủ nó đi rồi harry cứ nghĩ hoài điều đó khi rửa mặt và thay quần áo như thể sự lặp đi lặp lại sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau về chuyện đó nó đi rồi và sẽ không trở lại và đây là một chân lý giản đơn Harry biết thế. Bởi vì bùa phép bảo vệ sẽ khiến cho Ron không thể nào tìm lại được tụi nó một khi tụi nó rời khỏi chỗ này. Harry và Hermione ăn điểm tâm trong im lặng. Mắt của Hermione vẫn còn sưng húp và đỏ hoe. Trong cô bé có vẻ như đã thức trắng đêm qua. Tụi nó gói ghém đồ đạc. Hermione lẩn khưng Harry biết tại sao cô bé muốn câu vợ trên bờ sông này. Nhiều lần nó thấy Hermione ngước nhìn lên tha thiết và nó biết chắc cô bé đang tự đánh lừa mình khi tưởng rằng nghe thấy tiếng bước chân trong mưa tầm tã. Nhưng rồi không có cái đầu tóc đỏ nào xuất hiện giữa rừng cây. Mỗi lần Harry bắt chước Hermione nhìn quanh quất vì chính nó cũng không thể không nuôi chút hy vọng và chẳng thấy gì ngoài canh rừng bị mưa quật thì một bọc giận khác lại nổ ra trong người nó. Nó nhìn nghe thấy Ron nói, tuổi này tưởng bộ biết bộ đang làm gì chứ. Và nó tiếp tục thu dán đồ đạc với một cục rối cứng ngắt trong cuốn bao tử. Dòng sông đục ngầu bên cạnh đang dâng nước lên rất nhanh và chẳng mấy chốc sẽ tràn bờ. Lẽ ra hai đứa đã rời khỏi chỗ cắm trại như thường lệ cả tiếng đồng hồ trước đó nhưng tụi nó cứ nấn ná chần chừ cuối cùng sau khi đã xếp đi sắp lại cái túi sách hộp cườm tới ba lần hermione dường như không thể tìm ra thêm được lý do trì hoãn nào nữa cô bé và harry nắm tay nhau độn thổ rồi hiện ra lại trên một sườn đồi lộng gió phủ đầy cây thạch nam ngay khi vừa đến nơi hermione liền buông tay harry ra và bỏ đi cuối cùng cô bé ngồi xuống một tảng đá lớn ướp mặt vào đầu gối run rẩy vì cái mà harry hiểu là cơn thổn thức nó nhìn hermione nghĩ là cũng nên đến và an ủi cô bé nhưng có cái gì đó cứ giữ rịch lấy chân nó mọi thứ trong lòng nó đều lạnh ngắt và căng ra một lần nữa nó lại thấy vẻ kinh khỉnh trên gương mặt của ron harry sải dài băng qua đám cây thạch nam bước thành một vòng tròn rộng có cô nàng hermione đang quẩn trí làm tâm và ếm các thứ bùa phép mà hermione vẫn hay làm để bảo đảm an toàn trong suốt mấy ngày sau đó tụi nó không bàn cãi gì đến ron nữa harry đã quyết tâm không bao giờ để nhắc lại cái tên ron và hermione dường như biết o ép vấn đề đó cũng chẳng ít gì mặc dù ban đêm khi hermione tưởng harry ngủ rồi Harry vẫn hay nghe tiếng của nàng khóc. Lúc đó Harry đang bắt đầu đem tấm bản đồ đạo tạc ra, xem xét dưới ánh sáng đầu cây đũa phép. Nó đang chờ thời điểm cái chấm mang tên Ron sẽ xuất hiện ở hành lang trường Hogwarts. Chứng tỏ Ron đã trở về tòa lâu đài ấm cúng, được gia thế thuần chủng của mình che chở. Nhưng Ron không xuất hiện trên bản đồ. Và một lúc sau, Harry nhận thấy mình đã lại lấy cái bản đồ ra để nhìn đăm đăm vào cái tên Ginny trong cái túc xá nữ, tự hỏi tình cảm mãnh liệt trong cái nhìn của nó liệu có thể xâm nhập vào giấc ngủ của cô bé không? Liệu cô bé có thể bằng cách nào đó biết là nó đang nghĩ đến cô bé? Hy vọng cô bé vẫn bình an không? Ban ngày tụi nó dành hết thời giờ cố gắng xác định những địa điểm có thể có thanh gươm Gryffindor nhưng càng bàn bạc về nơi mà cụ Dumbledore có thể cất giữ thanh gươm, thì suy đoán của tụi nó càng thêm xa thực tế và ít hy vọng. Dù có nện gậy lên đầu, Harry cũng không thể nhớ ra cụ Dumbledore có bao giờ nhắc đến một nơi nào đó mà cụ có thể cất giấu một thứ gì. Có những lúc nó không biết là nó giận Ron hơn hay giận cụ Dumbledore hơn. Tụi này tưởng bộ biết bộ đang làm cái gì chứ? Tụi này tưởng thầy Dumbledore đã nói với bồ việc phải làm rồi chứ. Tụi này tưởng đâu bồ có một kế hoạch thật sự rồi. Nó không thể giấu chính nó. Ron đã nói đúng. Cụ Dumbledore hầu như chẳng để lại cho nó chỉ dẫn gì. Tụi nó đã tìm được một trường sinh linh giá, nhưng lại chẳng có cách gì để tiêu quỷ nó đi. Còn những cái khác thì vô phương tiếp cận như hồi nào vẫn vậy. Nỗi tuyệt vọng lâm le nhấn chìm nó. Giờ đây nó hoang mang nghĩ tới sự liều lĩnh của chính mình khi chấp nhận đề nghị của bạn bè cùng đi với nó trong hành trình vô định và vô nghĩa này. Nó chẳng biết gì hết. Nó chẳng có ý kiến gì hết. Và nó cứ ở trong tình trạng phập phòng một cách thường trực và đau đớn đợi bất cứ dấu hiệu nào cho thế. Hôm mai cũng sắp nói với nó rằng cô nàng chịu hết thấu rồi rằng cô nàng sẽ bỏ đi tụi nó trải qua nhiều buổi tối hầu như yên lặng và hermione kiếm cớ lôi bức tranh của cụ phineas nichtzscheus ra và dựng nó trên một cái ghế như thể cụ có thể lấp được phần nào khoảng trống mà ron đã để lại khi bỏ đi bất chấp sự khẳng định trước đó là sẽ không bao giờ thèm đến thăm chúng lần nữa cụ phineas nichtzscheus có vẻ không cưỡng lại được cơ hội tìm hiểu thêm Harry đang làm cái gì và cụ chấp nhận tái xuất hiện cứ dài ba ngày một lần với mắt bị bịt kín. Harry thậm chí còn vui mừng mỗi khi được gặp cụ bởi vì có cụ làm bầu bạn cho dù một kiểu bầu bạn chăm chọc cảnh khóe. Tụi nó thưởng thức bất cứ tin tức nào về những việc đang diễn ra ở trường Hogwarts. Mặc dù cụ Phineas Nigellus không phải là một người thông tin lý tưởng cho lắm. Cụ sùng kính Snap, vị hiệu trưởng thuộc nhà Slytherin đầu tiên kể từ thời chính cụ điều hành ngôi trường. Và tụi nó phải cẩn thận để không phê phán hay hỏi những câu hỗn hào về thầy Snap. Nếu không, cụ Phineas Nicholas sẽ bỏ đi khỏi bức tranh ngay tức thì. Tuy vậy, cụ cũng để lọt một số tin tức dụng dặt thầy Snap dường như đang đối phó một cuộc nổi loạn liên miên ở cấp thấp, mà thành phần nông cốt là học sinh. Ginny đã bị cấm không được đi tới làng Hogsmeade. Thầy Snap đã phục hồi đạo luật cũ của bà Umbridge, cấm tụ tập từ ba học sinh trở lên hay lập hội đoàn học sinh không chính thức. Từ tất cả những việc này, Harry suy ra là Ginny và có lẽ cùng với cả Neville và Luna đang làm hết sức mình để tiếp tục duy trì đoàn quân Dumbledore. Tin tức ít oải này khiến Harry muốn gặp Ginny khủng khiếp đến nỗi nó có cảm giác như đau bao tử. Nhưng điều này cũng khiến nó lại nghĩ đến Ron và đến cụ Dumbledore, đến chính trường Hogwarts. Đến những điều mà nó nhớ cũng gần như nhớ của bồ cũ. Thật ra khi cụ Phineas Nigellus nói về sự đàn áp không nương tay của thầy Snape, Harry đã trải qua một thoáng điên khủng tưởng tượng mình đơn giản cứ trở về trường để tham gia chống phá cách thức cai trị của thầy Snap. Được nuôi ăn và có một cái giường êm ái, được những người khác chăm lo dường như là diễn cảnh tuyệt vời nhất trên đời trong lúc này. Nhưng rồi nó nhớ ra, nó là kẻ phá rối số một. Cái đầu nó được treo giá 10.000 ga lê ông, và bước vào trường Hogwarts lúc này cũng nguy hiểm như đi vào bộ pháp thuật. Quả vậy, của Phineas Nicholas vô tình nhấn mạnh sự thực này khi sơ xuất hỏi mấy câu hỏi mẹo về chỗ mà Harry và Hermione đang ở. Mỗi khi cụ hỏi như vậy, Hermione nhát cụ vô ngay trong cái túi sách. Và cụ Phineas Nicholas lần nào cũng từ chối tái xuất hiện trong nhiều ngày. Sau những cuộc chia tay không được thân mật đó. Thời tiết càng lúc càng lạnh hơn Tụi nó không dám ở lại bất cứ chỗ nào quá lâu, cho nên lẽ ra cứ ở lại miền Nam nước Anh, nơi đáng lo nhất là gặp phải một trận sương giá khắc nghiệt. Thì tụi nó lại tiếp tục đi lang thang, dọc ngang đất nước, bất chấp một sườn núi, nơi mưa đá rớt lợp bộp xuống lều của tụi nó, bất chấp một đầm lầy rộng và bằng phẳng, nơi lều của tụi nó bị ngập lụt trong nước lạnh buốt, và bất chấp một hòn đảo tí hoang ở giữa một cái hồ tô cách lan nơi nửa đêm tuyết vùi lấp hết nửa căn lều tụi nó đã nhận thấy những cây noel nhấp nháy trong nhiều cửa sổ phòng khách trước cái buổi tối harry quyết định đề nghị một lần nữa điều mà dường như đối với nó là con đường duy nhất còn lại mà hai đứa chưa thăm dò tụi nó vừa mới ăn xong một bữa ngon khác mọi ngày Hermione đã đi siêu thị dưới tấm áo khoác tàng hình. Khi rời siêu thị, đã hết sức cẩn thận thả tiền vào một cái ngăn kéo tiền để mở. Và Harry cho là cô bé có thể dễ bị thuyết phục hơn bình thường một khi bao tử đã đầy món mì ống Bolognese và lê đóng hộp. Nó cũng đã lo xa mà đề nghị hai đứa tạm ngừng đeo cái trường sinh linh giá dài tiếng đồng hồ, treo cái vật đó lên đầu giường bên cạnh nó. Hermione Hử? À? Ừ? Hermione đang cuộn tròn trong một cái ghế bành mềm, lúng, đọc cuốn những chuyện kể của Bido de Ba. Harry không thể tưởng tượng cô nàng có thể bòn rút thêm được bao nhiêu tri thức nữa từ cuốn sách mà, nói cho cùng, đâu có dài lắm. Nhưng rõ ràng cô nàng vẫn đang tìm cách giải đoán điều gì đó trong sách. Bởi cuốn bản ký hiệu âm tiết cho người niệm chú đang để mở trên tay ghế Harry đặng hắn Nó có cảm giác y chang Như cái cảm giác mà nó đã trải qua Trong một dịp nhiều năm về trước Khi hỏi xin giáo sư McGonagall xem Nó có thể đi tới làng Hogsmeade hay không Bất chấp thực tế là Nó đã không thuyết phục được gì dưỡng Dursley Ký vào tờ giấy cho phép Hôm um, Hermione à, Mình đã suy nghĩ Và Harry bộ có thể giúp mình một chút không? Dường như Hermione chẳng hề nghe nó nói. Cô bé chồm tới trước và chìa ra cuốn những chuyện kể của Bido de Ba. Nhìn thử cái ký hiệu đó coi. Hermione nói, chỉ vào đầu một trang sách. Phía trên cái mà Harry đoán là tít của truyện, vì không đọc được chữ runes nên nó không thể nói chắc được. Có một hình vẽ của một cái gì đó, giống như con mắt hình tam giác với một sọc thẳng đứng cắt qua con người. Mình chưa bao giờ học cổ ngữ rune hết, Hermione. À. Mình biết chứ, nhưng nó không phải là chữ rune mà cũng không có trong bảng ký hiệu âm tiết luôn. Ngay từ đầu mình cứ tưởng đó là hình vẽ một con mắt, nhưng bây giờ mình nghĩ nó không phải như vậy. Cậu nhìn đi, nó được vẽ bằng mực. Ai đó đã vẽ nó lên đó, chứ nó không hẳn là một phần có sẵn của cuốn sách. Nghĩ coi, trước đây bồ đã từng thấy nó bao giờ chưa? Chưa, khoan khoan, chờ chút. Harry nhìn cái hình kỹ hơn. Chứ không phải là nó giống cái biểu tượng mà ba của Luna đeo quanh cổ sao? Ừ, mình cũng có nghĩ như vậy đó. Vậy thì nó là dấu hiệu của Rinderwood. Hermione há hốc miệng ngó sững Harry. Cái gì? Anh Crum nói với mình... Harry kể lại câu chuyện mà Victor Crum đã kể cho nó nghe ở đám cưới. Hermione tỏ vẻ kinh ngạc. Dấu hiệu của Rinderwood! Cô bé hết nhìn Harry đến nhìn cái ký hiệu kỳ lạ, rồi lại nhìn Harry. Mình chưa từng nghe chuyện Rinderwood có một dấu hiệu. Trong tất cả những gì mà mình đã từng đọc về Rinderwood không thấy nói gì đến chuyện đó hết. Ừ, như mình nói đó, anh Grimm cho là ký hiệu đó được khắc trên một bức tường ở Durmstrang và Rinderwer là kẻ đã khắc nó lên đó. Hermione ngồi ngã lưng lại trong cái ghế bành cũ, đầm chiều tư lự. Điều này rất kỳ hoặc. Nếu đó là biểu tượng của nghệ thuật hắc ám, thì tại sao nó lại nằm trong một cuốn truyện cho trẻ con chứ? Ừ, kỳ cục thiệt. Harry nói. Và bộ có nghĩ là ông Screamer nhận ra biểu tượng đó không? Ông ấy là bộ trưởng. Chắc ông ấy phải am hiểu thành thạo về những đồ hắc ám chứ. Mình biết có lẽ ông ấy cũng như mình tưởng đó là một con mắt. Tất cả những chuyện khác đều có những hình vẽ nhỏ nhỏ ở bên trên tích truyện á. Cô bé không nói nữa mà tiếp tục nghiền ngẫm cái dấu hiệu lạ lùng thử một lần nữa ưm um, hermione à Hứng? mình đã nghĩ kỹ rồi mình mình muốn đi tới thung lũng goric hermione ngước lên nhìn nó nhưng ánh mắt không tập trung và nó có thể nói chắc cô bé vẫn còn đang suy nghĩ về dấu hiệu bí mật trên cuốn sách phải cô bé nói phải lắm mình cũng đang tự hỏi điều đó đó. Thiệt tình, mình nghĩ là tụi mình nên đi. Ủa, bồ có nghe đúng điều mình đang nói không vậy? Dĩ nhiên là có rồi. Bồ muốn đi tới thung lũng Gorik. Mình đồng ý. Mình nghĩ tụi mình nên đi. Ý mình là, mình cũng không thể nghĩ ra được chỗ nào khác hết. Sẽ rất nguy hiểm, nhưng mình càng nghĩ đến nơi đó thì càng có vẻ là có nó ở đó. Ờ, cái gì ở đó? Nghe câu đó, Hermione tỏ vẻ ngơ ngác như chính Harry vậy. "Ủa? Thanh gươm chứ cái gì hả Harry? Thầy Dumbledore chắc hẳn biết bồ muốn đi tới đó. Và mình muốn nói là Thung lũng Godric là quê quán của cụ Godric Gryffindor." Thiệt vậy hả? Gryffindor xuất thân từ Thung lũng Godric à?" "Harry, bồ chưa bao giờ mở cuốn một lịch sử pháp thuật ra hết sao?" "Ờ." Uh, Harry nói mỉm một nụ cười mà nó có cảm giác như nụ cười đầu tiên trong suốt mấy tháng qua. Các cơ mặt trên mặt nó cứng ngơ cứng ngắt một cách kỳ cục. Có lẽ mình có mở ra. Bộ biết khi mình mua cuốn sách thì chỉ một lần... Thôi được rồi, bởi vì ngôi làng được đặt theo tên của cụ nên mình cứ tưởng bộ đã phải thấy được mối liên hệ rồi chứ. Hermione nói, cô nàng nói năng giờ đã nghe đúng giọng Hermione không như mấy lúc gần đây. Harry phần nào chờ đợi Hermione thông báo sẽ đi thư viện. Có khá nhiều thông tin về ngôi làng đó trong cuốn Một lịch sử pháp thuật. Để coi. Hermione mở cái túi sách hộp cườm và lục loại một lát. Cuối cùng lôi ra cuốn sách giáo khoa cũ của mình. Cuốn Một lịch sử pháp thuật của Bathilda Bassot và lật nhanh cuốn sách cho đến khi tìm được trang cô bé cần. Theo ký kết của Đạo luật Quốc tế về bí mật năm 1680, giới pháp thuật lui vào bí mật vĩnh viễn có lẽ cũng là điều tự nhiên khi họ hình thành những cộng đồng của chính mình bên trong một cộng đồng. Nhiều làng xóm nhỏ thu hút được những gia đình pháp thuật. Họ tụ tập thành nhóm để bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Những làng Works ở Cornwall, Upper Flatley ở Yorkshire và Ottery St. Catspo ở bờ biển Nam nước Anh là nơi cư ngụ đáng chú ý của các nhóm gia đình phù thủy sống bên cạnh những dân mất gô rộng lượng và đôi khi đã được ếm bùa lú lẫn. Nổi tiếng nhất trong những nơi cư trú bán pháp thuật này có lẽ là thung lũng Goric. Một ngôi làng ở miền Tây nơi Pháp sư vĩ đại Godric Riffindor đã chào đời và nơi người thợ rèn pháp thuật Bowman Wright đã chế ra tre banh snit đầu tiên. Nghĩa trang nơi này đầy tên tuổi của những dòng họ pháp thuật cổ xưa và điều này chắc chắn giải thích được những câu chuyện ma quái ám ảnh ngôi nhà thờ nhỏ bên cạnh nghĩa trang suốt mấy thế kỷ. Uhm, không có thấy nói đến bồ và ba má của bồ. Hermione nói khi xếp sách lại. Bởi vì giáo sư Bassot không có ghi lại những gì xảy ra sau cuối thế kỷ 19. Nhưng bộ thấy không? Thung lũng goric cụ Gorit Defender, thanh gươm của Defender. Bộ không nghĩ là thầy Dumbledore vẫn mong bộ sẽ lần nữa được manh mối liên hệ hay sao? Ờ ha. Harry không muốn thừa nhận là nó đã không hề nghĩ gì đến thanh gươm khi đề nghị tụi nó nên đi về thung lũng Gorit. Đối với nó, sự cám dỗ của ngôi làng nằm trong phần mộ của ba má nó trong ngôi nhà mà nó đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc và trong cá nhân bà Bathilda Bathshot cuối cùng nó hỏi con nhớ bà gì Miriam nói gì không ai bồ biết mà Harry ngập ngừng nó không muốn nhắc đến tên Ron bà gì của Ginny đó ở đám cưới cái bà đã nói bồ có mắt cá chân lòi xương ra đó a à, Hermione nói. Khoảnh khắc đó hơi khó chịu. Harry biết là Hermione đã cảm nhận được cái tên Ron chực ruột ra. Nó vội nói tới luôn. Bà ấy nói là bà Bathilda Bashot vẫn còn sống ở thung lũng Boric. Bathilda Bashot? Hermione lẩm nhẩm. Ngón tay trỏ của cô bé vuốt lên cái tên rập nổi của bà Bathilda trên bìa cuốn Một lịch sử pháp thuật. Ừ, mình cho là... Cô bé bỗng há miệng hớp hơi, đột ngột đến nỗi ruột gan Harry lộn tùng phèo. Nó rút cây đũa phép ra, ngoái nhìn ra, cửa ra vào. Có phần chờ đợi một bàn tay thọc qua tấm cửa liều. Nhưng chẳng thấy cái gì hết. Cái gì hả? Nó nói, nửa nổi giận, nửa thở phào. Bồ làm vậy đến chi vậy? Mình tưởng bồ vừa thấy một tên tử thần thực tử rạch lều ra. Ít nhất thì... Harry nè, biết đâu bà Bathilda giữ thanh gươm thì sao? Biết đâu thầy Dumbledore tin tưởng giao nó cho bà ấy? Harry cân nhắc khả năng này. Bà Bathilda chắc hẳn đã là một bà già khú đế vào thời điểm này. Và theo bà dì Miriam, thì bà ta khùng khùng... Liệu có khả năng cụ Dumbledore gửi thanh gươm của Riffindo nhờ bà giấu giùm không? Nếu có thì Harry cảm thấy cụ Dumbledore đã phó mặt cho mai rủi hơi nhiều. Cụ Dumbledore chưa bao giờ tiết lộ cụ đã đánh tráo thanh gươm thật bằng thanh gươm giả. Cụ cũng không nhắc gì nhiều đến tình bạn với bà Bathilda. Nhưng lúc này không phải là lúc tung ngờ vực vào giả thuyết của Hermione. Đặc biệt là không nên khi mà, một cách đáng ngạc nhiên, cô nàng đang sẵn sàng ủng hộ nguyện vọng tha thiết nhất của Harry. Ừ, thầy có thể làm như vậy lắm. Vậy tụi mình đi tới thung lũng Goddick chứ. Đi, nhưng mà tụi mình phải suy tính chuyện này hết sức cặn kẽ Harry à. Giờ đây, Hermione đã ngồi thẳng lưng lên và Harry thấy đúng là cái diễn cảnh sẽ lại có một kế hoạch hẳn hoai đã khiến cô nàng lên tinh thần cũng hệt như nó vậy để bắt đầu tụi mình cần thực tập cùng độn thổ dưới tấm áo khoác tăng hình. Và có lẽ là bùa xóa ảo ảnh cũng nên lắm. Trừ khi bộ cho là tụi mình phải làm tới cùng và dùng thuốc đa quả dịch. Trong trường hợp đó, tụi mình sẽ cần thu thập tóc của ai đó. Mình thật sự cho là nên làm như vậy, Harry à. Tụi mình càng quá trang kỹ chừng nào thì càng tốt chừng đấy. Harry để cho Hermione nói, gật đầu và tán thành mỗi khi cô bé tạm ngừng. Nhưng đầu óc của nó đã bay bỗng khỏi cuộc chuyện trò. Lần đầu tiên nó lại cảm thấy hào hứng, tính từ khi nó khám phá ra thanh gươm ở Rinsgott là đồ giả. Nó sắp được về nhà, sắp trở lại nơi mà nó từng có một gia đình. Nếu không có Voldemort, thung lũng Godric chính là nơi lẽ ra nó được nuôi dưỡng đến lớn khôn và trở về vào mỗi kỳ nghỉ hè. Nó lẽ ra đã có thể mời bạn bè đến nhà chơi. Nó thậm chí có thể có anh chị em nữa. Và chính má nó lẽ ra là người làm cho nó cái bánh mừng sinh nhật thứ 17. Cuộc đời bị cướp mất của nó chưa bao giờ lại hiện ra thực như bằng lúc này. Khi nó biết mình sắp được nhìn tận mắt cái nơi mà cuộc đời nó bị tước đoạt. Sau khi Hermione đã đi ngủ vào tối hôm đó, Harry lặng lẽ moi cái ba lô của nó ra khỏi túi sách của Hermione và lấy từ trong cái ba lô ra bộ album hình ảnh mà bác harris đã tặng nó từ thời xa xưa lần đầu tiên sau nhiều tháng nó lại ngắm nghía kỹ càng mấy tấm hình cũ kỹ của ba má nó họ đang mỉm cười và giấy tay chào nó từ trong những tấm hình đó là tất cả những gì còn lại về họ mà nó có được lúc này harry lẽ ra đã vui vẻ lên đường đến thung lũng gorry vào sáng hôm sau nhưng Hermione lại có ý kiến khác. Cô bé một mực tin rằng Voldemort hẳn cho rằng Harry ác sẽ phải trở về hiện trường nơi cha mẹ nó bị giết. Cho nên quyết định là tuổi nó chỉ khởi hành một khi bảo đảm có được cách cải trang tốt nhất. Thành ra, phải chờ trọn một tuần lễ sau Hermione mới đồng ý lên đường. Trong suốt tuần đó, Tụi nó đã bí mật chơm tóc của mấy người mất gô lương thiện đang mua sắm cho lễ Giáng sinh, rồi thực hành hiện hình và độn thổ dưới tấm áo khoác tàng hình. Tụi nó sẽ phải hiện hình ở làng dưới sự bao phủ của bóng đêm. Cho nên vào buổi chiều hôm đó, khi đã uống xong thuốc đa quả dịch, Harry biến thành một gã mất gô trung niên hói đầu. Còn Hermione thì thành bà vợ nhỏ bé và hơi lúi sụi của gã. Cái túi sách hộp cườm chứa tất cả của nã của tụi nó, ngoại trừ cái trường sinh linh giá được Harry đeo quanh cổ, được nhét vào túi áo bên trong cái áo khoác gài nút tới cổ của Hermione. Harry phủ tấm áo khoác tàng hình lên cả hai đứa, rồi tụi nó xoay mình để chìm vào bóng tối ngộp thở một phen nữa. Harry mở mắt ra, tim nó đập dội lên tận cổ họng Tụi nó đang nắm tay nhau Đứng trên một lối đi đầy tuyết Dưới bầu trời xanh thẫm Và trên trời Vài ngôi sao đêm mới mọc Đang nhấp nhái lung linh Những ngôi nhà nhỏ Đứng hai bên con đường hẹp Cửa sổ lấp lánh những đồ trang trí Cho lễ Giáng sinh Trước mặt tụi nó Cách một quãng ngắn Ánh sáng rực rỡ của đèn đường màu vàng Cho biết đó là trung tâm của ngôi làng toàn tuyết là tuyết không à? Hermione thì thầm bên dưới tấm áo khoác tàn hình. Sao mà tụi mình lại không nghĩ đến tuyết hả? Chuẩn bị trước chu đáo cho lắm, để rồi vẫn để lại dấu chân. Tụi mình phải xóa hết mới được. Bộ đi trước đi, mình sẽ xóa cho. Harry không muốn đi vào làng như một con ngựa câm. Vừa cố gắng che giấu tung tích phù thủy, vừa dùng pháp thuật để xóa dấu vết của mình tụi mình cứ cởi áo khoác tàng hình ra đi harry nói và khi hermione tỏ vẻ hoảng sợ nó nói thêm ôi không sao đâu tụi mình trông có giống như tụi mình đâu và cũng chẳng có ai ở chung quanh hết nó nhét cái áo khoác tàng hình vào trong áo vest và hai đứa bước tới không gặp trắc trở gì hết không khí giá buốt châm châm vào mặt khi tụi nó đi ngang qua vài ngôi nhà nữa bất cứ ngôi nhà nào trong số đó cũng có thể là ngôi nhà mà ba James và má Lily đã từng sống, hay là nơi bà Bathilda hiện đang sống. Harry nhìn đăm đăm vào từng cánh cửa trước, từng mái nhà đổi đầy tuyết, từng hàng hiên, tự hỏi liệu nó còn nhớ chút gì về những thứ đó không? Nhưng sâu tận đáy lòng nó vẫn biết rằng chuyện đó là không thể. Vì khi phải rời khỏi nơi này vĩnh viễn nó mới chỉ hơn một tuổi Nó thậm chí cũng không dám chắc liệu nó có thấy được ngôi nhà hay không Nó không biết chuyện gì đã xảy ra Khi những con người được bảo vệ bằng bùa trung thành đã chết Thế rồi con đường nhỏ tụi nó đang đi Bỗng lượng cong về phía bên trái Và trung tâm của ngôi làng Một quảng trường nhỏ hiện ra trước mắt Có cái gì đó Trông giống như một tượng đài kỷ niệm chiến tranh Đứng ngay chính giữa chung quanh treo lủng lẳng đầy đen màu bị che khuất phần nào vì một cây giáng sinh bị gió thổi bạc bên kia quảng trường có nhiều cửa tiệm một bưu điện một quán rượu và một ngôi nhà thờ nhỏ có cửa sổ bằng kiến màu sáng rực rỡ lóng lánh tuyết ở đây đã bị dẫm đạp nhiều cứng và trơn trợt ở những chỗ người ta bước qua suốt cả ngày dân làng đang hối hả đi lại trước mặt tụi nó ánh đèn đường chiếu thoáng qua những gương mặt họ. Tụi nó nghe thấy tiếng cười rộ và tiếng nhạc bình dân mỗi khi cánh cửa quán rượu mở ra rồi đóng lại. Và rồi tụi nó nghe khúc nhạc Giáng sinh bắt đầu vang lên bên trong ngôi nhà thờ nhỏ. Harry ơi, mình nghĩ đêm nay là đêm Giáng sinh. Hermione nói. Vậy hả? Nó đã không còn biết đến ngày tháng nữa tụi nó đã chẳng hề thấy một tờ báo nào suốt mấy tuần liền. Mình tin chắc là như vậy đó. Hermione nói, mắt của bé ngước nhìn lên nhà thờ. Họ... họ... họ ở trong đó phải không? Ba má của bồ đó. Mình thấy nghĩa trang phía sau nhà thờ. Harry cảm thấy một cơn rung mình vì một cái gì đó còn hương cả nỗi hồi hộp. Giống nỗi sợ hãi thì đúng hơn. Giờ đây, khi đã ở gần đến như vậy, nó vẫn băn khoăn là rốt cuộc nó có muốn thấy hay không. Có lẽ Hermione biết nó đang cảm thấy như thế nào. Bởi vì cô bé đưa tay ra, nắm lấy tay nó, và lần đầu tiên đóng vai trò dẫn đường, kéo nó đi tới trước. Tuy nhiên, vừa băng qua được nửa quảng trường, cô bé đứng khẩn lại chết trần. Harry! Nhìn kia! Hermione chỉ vào tượng đài kỷ niệm chiến tranh. Khi tụi nó vừa đi qua khỏi, tượng đài liền biến dạng. Thay vì một cột hình tháp khắc đầy những cái tên, thì lại hiện ra một bức tượng ba người. Một người đàn ông tóc rối bù, đeo mắt kiến. Một người đàn bà tóc dài, có gương mặt xinh đẹp hiền hậu. Và một đứa bé ngồi trong vòng tay người mẹ. Tuyết đã phủ một lớp trên đầu họ, trông như những cái nón xốp màu trắng. Harry bị hút tới gần bức tượng hơn. Đâm đâm nhìn vào gương mặt ba má nó. Nó chưa bao giờ hình dung nổi là có hẳn một tượng đài. Thiệt là kỳ lạ khi nhìn chính mình được tạc thành tượng đá. Một đứa bé hướng hở với cái thẹo trên trán. Đi thôi, Harry nói, sau khi đã nhìn đến mãn nhãn. Và tụi nó quay lại về phía nhà thờ. Trong lúc băng qua đường, nó ngoái lại nhìn bức tượng đá đã trở lại là đài kỷ niệm chiến tranh. Tiếng ca nghe lớn hơn khi tụi nó đi đến gần nhà thờ. Nó khiến cổ họng Harry thắt lại. Nó nhắc Harry nhớ ghê gớm đến trường Hogwarts, đến con ma Peeves từ bên trong những bộ áo giáp rống lên những lời tục tiểu nhại các ca khúc Giáng sinh, đến 12 cây thơm Noel trong đại sánh đường, đến thầy Dumbledore đội cái nón giải mà thầy xí được trong một gói kẹo nổ. Đenron ron trong chiếc áo len đang tay ở lưu vào nghĩa trang có một cánh cổng khép hờ hermione hết sức nhẹ nhàng đẩy cổng mở ra và hai đứa lách vào bên trong dọc hai bên lối đi hơi trơn dẫn đến cửa nhà thờ tuyết phủ thành lớp dày và chưa bị ai dẫm lên tụi nó lội vô trong tuyết rạch thành những đường mương sâu ở phía sau khi đi vòng qua tòa nhà cố lẩn khuất trong bóng tối bên dưới những cửa sổ sáng choang đằng sau nhà thờ từng hàng núi tiếp từng hàng bia mộ phủ đầy tuyết nhô lên khỏi một tấm chăn màu lam nhạt lốm đớm nào đỏ chói vàng chóe hay xanh biếc tùy theo ánh sáng xuyên qua chỗ nào trên lớp kính màu của cửa sổ rồi đậu xuống trên tuyết tay nắm chặt cây đũa phép trong túi áo harry đi tới nấm mộ gần nó nhất Nhìn cái này coi. Mộ của một người họ, Abbot. Ê, có thể là bà con chết từ đời tắm quánh của Hana. Thôi, nói nhỏ nhỏ thôi. Hermione năn nỉ nó. Tụi nó lội càng lúc càng sâu hơn vô nghĩa trang. Dạt thành những rãnh túi trong tuyết phía sau lưng. Lom khom để xăm soi những hàng chữ trên dãy bia mộ cũ kỹ. Thỉnh thoảng liếc mắt vào bóng tối chung quanh để biết chắc chắn không có ai khác ngoài tụi nó. Harry! Đây nè! Hermione đang cách nó hai hàng bia mộ. Nó phải lội ngược về phía cô bé. Tim đập thình thình trong lòng ngực. Có phải? Không! Nhưng mà nhìn thứ đi. Hermione chỉ vào tấm bia đen. Harry cúi xuống và thấy. Trên tấm đá hoa cương lớm đớm địa y đông cứng là những chữ Kendra, Dumbledore. Và không xa bên dưới ngày tháng sinh tử của bà là dòng chữ. Và con gái Ariana của bà có cả một trích ngôn Của người ở đâu, lòng người ở đó. Như vậy là thông tin của Rita Skeeter và bà Miriam cũng có cái đúng. Gia đình của Dumbledore quả thật đã sống nơi đây và một số người trong gia đình họ đã chết nơi đây. Nhìn thấy nấm mộ còn khổ sở hơn nghe nói về nó. Harry không thể không nghĩ rằng cả nó và cụ Dumbledore đều có cội rễ sâu xa trong nghĩa trang này. Và cụ Dumbledore lẽ ra nên nói với nó. Vậy mà, cụ không hề nghĩ đến việc chia sẻ mối liên hệ đó. Hai thầy trò biết đâu có thể cùng đi thăm nơi này với nhau. Trong một thoáng, Harry tưởng tượng nó mà đến nơi này với cụ Dumbledore thì tình thầy trò sẽ thấm thiết biết bao và điều đó sẽ có ý nghĩa biết bao đối với nó. Nhưng dường như đối với cụ Dumbledore, cái sự kiện gia đình cụ và gia đình nó nằm bên cạnh nhau trong cùng một nghĩa trang chẳng qua là một ngẫu nhiên không có ý nghĩa gì quan trọng và có lẽ cũng không liên quan gì đến công việc mà cụ muốn Harry làm. Hermione đang nhìn Harry và Harry mừng là gương mặt mình khuất trong bóng tối. Nó đọc hàng chữ trên bia mộ một lần nữa. Của ngươi ở đâu? Lòng ngươi ở đó? Nó không hiểu những chữ này mang ý nghĩa gì. Chắc chắn chính cụ Dumbledore đã chọn khắc câu đó. Bởi vì cụ là người lớn nhất trong gia đình sau khi mẹ cụ qua đời. Bồ có chắc là thầy không hề nhắc tới... Hermione mới mở miệng nói Không Harry sẵn giọng đáp ngay Rồi nói thêm Tụi mình đi kiếm tiếp đi Và nó quay đi Ước phải chi đừng nhìn thấy tấm bia Nó không muốn nổi sao Xuyến bụi hội của nó Bị lưu mờ vì cơn oán giận Một lát sau Hermione lại kêu lên từ trong bóng tối Nè nè Ê không phải Xin lỗi mình tưởng bia ghi bớt tơ chứ. Cô bé lau chùi một tấm bia bể phủ đầy rêu, chăm chú nhìn xuống bia, gương mặt hơi sững sờ. Harry, trở lại đây ngay. Harry không muốn bị hú nữa, nên bất đắc dĩ lần đường trong tuyết đi về phía Hermione. Cái gì vậy? Nhìn cái này đi. Ngôi mộ cực kỳ xưa cũ bị thời tiết bào mòn đến nỗi Harry khó có thể đọc được cái tên. Hermione chỉ cho nó cái ký hiệu bên dưới. Harry! Đó là ký hiệu giả trong cuốn sách. Nó xăm xoay cái chỗ Hermione chỉ. tấm bìa đá bị mòn đến nỗi khó mà phân biệt được cái gì đã khắc trên đó. Mặc dù có vẻ như có một ký hiệu hình tam giác bên dưới cái tên không thể đọc được. Ừ, có thể Hermione thắp cây đũa phép của mình lên Và chỉ vào cái tên trên tấm bia Bia ghi là Y I... Y I... Mình nghĩ là Inotus Mình tiếp tục tìm kiếm mộ của ba má mình đây nè Được không vậy Harry nói với Hermione Giọng hơi quạo wow, Và nó bước đi Bỏ lại Hermione cúi lơm khơm bên ngôi mộ cũ Thỉnh thoảng nó nhận ra một cái họ nó từng gặp ở trường Hogwarts, như Abbott chẳng hạn. Đôi khi, nhiều thế hệ của cùng một dòng họ phù thủy đều có mặt trong nghĩa trang. Dựa vào ngày tháng, Harry biết dòng họ đó không còn ai nối giỏi hoặc con cháu họ hiện nay đã đi khỏi thung lũng Gorick. Càng đi vào sâu hơn giữa những nấm mộ và mỗi lần gặp một tấm bia mới, nó lại càng cảm thấy một chút chồng chành giữa e sợ và đề phòng bỗng nhiên bóng tối và sự im lặng dường như trở nên sâu hơn harry nhìn quanh lo lắng nghĩ đến bọn giám ngục rồi nhận ra những khúc ca giáng sinh đã hết rồi và tiếng chuyện trò cùng lao xao của những người đi lễ đang mờ dần khi họ quay về phía quảng trường ai đó trong nhà thờ vừa mới tắt các ngọn đèn Giọng của Hermione vang lên trong bóng tối lần thứ ba. Sắc và rõ, cách nó dài tước. Harry! Họ ở đây! Ngay đây nè! Và nghe giọng của Hermione, nó biết ngay lần này thì đúng là Bà má nó. Nó đi về phía Hermione. Cảm giác như có cái gì đó nặng lắm, đang đè lên lồng ngực. Giống như cái cảm giác mà nó trải qua ngay sau khi cụ Dumbledore chết. Một nỗi buồn thực sự đè nặng lên tim phổi nó. Tâm bìa đó chỉ nằm sau bia mổ của bà Kendra và Ariana có hai hàng. Nó được làm bằng cẩm thạch trắng, giống y như mổ của cụ Dumbledore. Và nhờ vậy mà dễ đọc, vì nó dường như sáng lên trong bóng túi. Harry không cần quỳ xuống, thậm chí không cần đi tới thật gần, cũng nhìn thấy những chữ được khắc trên bia. James Potter sinh ngày 27 tháng 3 năm 1960, chết ngày 31 tháng 10 năm 1981. Lily Potter, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1960, chết ngày 31 tháng 10 năm 1981. Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết. Harry chậm rãi đọc hàng chữ. Như thể nó chỉ có một cơ hội để tiếp thu ý nghĩa của những chữ đó. Và nó đọc lớn dòng cuối cùng kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết. Nó chợt nảy ra một ý nghĩ hải hùng và hơi kinh quảng. Chẳng phải đây là ý tưởng của bọn tử thần thực tử hay sao? Tại sao lại ghi ở đây chứ? Câu này không có nghĩa là đánh bại cái chết như là ý của bọn tử thần thực tử đâu Harry. Hermione ừ, nói, giọng thật dịu dàng. Đây có nghĩa là Bồ hiểu không? Sự sống vượt qua cái chết. Sự sống ở đằng sau cái chết á. Nhưng họ đâu còn sống nữa. Harry nghĩ. Họ mất rồi. Những con chữ trống rỗng không che giấu được sự thật là di thể dụng nát của ba má nó nằm bên dưới tuyết và đá. Dững dưng, vô thức. Và trước khi nó kịp cầm lại, nước mắt đã ứa ra, nóng hổi nhưng rồi đông lạnh ngay tức thì trên mặt nó. Chuỗi nước mắt đi, hay giả đò tỉnh rụi, thì có nghĩa lý gì? Nó cứ để cho nước mắt rơi, môi miếm chặt hơn, nhìn xuống lớp tuyết dậy che khuất cái nơi mà phần cuối cùng của má Lily và ba James nằm. Giờ chỉ còn xương, chắc vậy, hay chỉ là bụi? Họ không biết, không bận tâm đến đứa con trai còn sống đang đứng sát bên trái tim vẫn đập vẫn sống nhờ sự hy sinh của họ và nó gần như ao ước ngay lúc này đây được nằm ngủ dưới tuyết cùng ba má hermione lại cầm lấy tay nó và siết chặt nó không thể nhìn hermione nhưng siết tay cô bé để đáp lại rồi hớp vào sâu và mạnh làng khi đêm cố gắng tự trấn tĩnh cố gắng tự chủ. lẽ ra nó nên đem đến cho ba má nó cái gì đó, vậy mà nó đã không nghĩ ra. và mọi cây cỏ trong nghĩa trang đều trụi lũi và đông cứng rồi. nhưng Hermione đã giơ cây đũa phép lên, vẽ một vòng tròn trong không trung và một vòng hoa Giáng sinh kết bằng hoa hồng nở ra trước mặt tụi nó. Harry bắt lấy vòng hoa và đặt lên mộ ba má nó. Ngay khi đứng dậy nó muốn đi ngay Nó nghĩ nó không thể chịu đựng thêm phút giây nào ở đó nữa Nó choàng cánh tay qua vai Hermione Và cô bé vòng tay ra ôm eo nó Cả hai lặng lẽ quay lưng bước đi trong tuyết Ngang qua mộ của mẹ và em gái của Dumbledore Trở về hướng ngôi nhà thờ tối thui Và cánh cổng hờ bước tầm mắt